Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp của trang web xe đạp Hải Phòng.com. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn đôi tay nắm cho xe địa hình hoặc xe touring. Đây là loại có sừng, tay tì, đường trường, tay tì chống mỏi và cái tì khi tì cái khuỷu tay, tì cùi cùi tay. À, cùi tay các bạn thấy cùi tay tì vào đây rất là êm. Tay nắm được làm bằng cao su mềm. Cao su rất là mềm. Có phần tì tay thì có cùi tay. Ở trên này thì có cái tay nghỉ này có thể điều chỉnh cao thấp, sau đó làm được cố định bằng con chiếc vít này. Khi mình được điều chỉnh xong cái độ cao thấp của tay tì thì mình sẽ cố định chiếc vít này, thì chiếc tay nắm sẽ được cố định trên ghi đông của xe. Tay nắm có trong hộp các tông và có một đôi bên trái và phải. Bên phải thì có chữ R, Ride. Còn bên trái thì có chữ L, Nep, như các bạn thấy, Nep. Tay nghỉ được làm bằng nhôm. Còn phần tay nắm được làm bằng cao su. Nếu các bạn quan tâm đến tay nắm có sừng, tay nghỉ, về giá hoặc là về các cái sản phẩm về tay nắm các loại của xe đạp, hãy liên hệ với chúng tôi. Ấn like video và ấn theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn các bạn.